Con đi được không? Con đi được không? Hả? Paris, đi đâu đó? Đi, qua đây nhìn lên. Đi, qua. Qua. Đi, đi bác Bảo chờ, đi con. Paris. Wi-Fi available right now? Huh? Wi-Fi available? Yeah, it's a Wi-Fi. Yeah. It's okay, right? I think you have to go on. Đi với mẹ, nhanh lên. Đi xuống được không? Đi được không? Đi được không? Đi được không? Đi được không? Tự đi đi. Tự đi giỏi. Tự đi. Ok. Đây 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 đây. Ok. No 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 no, không có quan chu chi. Đợi mẹ một chút. Paris. Đi ra đi con. Ra đây nè. Ra đây. Yeah, go. Go 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 go. Qua đây. Yeah. Yeah. Bà thích. Bà đi chơi với em riết với cái chỗ đẹp. Bây giờ đi chỗ đẹp bữa mướn cái phòng cũng vậy á. Nó mới vừa thấy cái view tạo nó. Wow, wow. Paris. Có nó sao lại làm party được anh thấy không? Không có làm được. Cực lắm. Nay birthday của Y Phụng được anh Trần Quốc Bảo mời đi ăn riêng nè. Năm ngoái cũng được anh mời, năm nay cũng được anh mời. Tại vì có Paris thì Phụng không có mở party được. Chăm lo cho khách rồi diện đồ. Y Phụng với anh Bảo hai anh em mà coi như là coi như hai anh em á mà gọi là gì đó anh Bảo hẹn nhau từ 1 giờ chiều tới 6 giờ tối. Hôm nay bên mình là mấy giờ rồi? Just water only. Water. Yeah. Từ 1 giờ ra khỏi nhà mấy giờ? 5 giờ mới qua anh đó. Đó, bây giờ hỏi tại làm sao mà Y Phụng mở tiệc được. Con ơi. Anh Bảo thích chỗ này không? Anh Bảo. Dạ. Yeah. Dạ, yeah. Em thích vậy.